Thưa quý vị, để đảm bảo hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu sau khi Trung Quốc chính thức mở cửa biên giới, trong kiểm tra công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán mới đây, Bộ Y tế đã đề nghị tỉnh Lạng Sơn khẩn trương tổ chức thực hiện các quy định mới về phòng chống dịch bệnh. Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế nhận định là việc các ca bệnh xâm nhập là điều khó có thể tránh khỏi. Việc test nhanh các trường hợp nghi ngờ ngay tại cửa khẩu là việc cần thiết để có biện pháp chống dịch trong thời gian sắp tới. Các ca dương tính cần hướng dẫn phân loại kịp thời và hợp lý. Với ca nhẹ thì hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe nơi lưu trú. Ca nặng thì chuyển vào cơ sở y tế để điều trị. Bộ Y tế yêu cầu tỉnh Lạng Sơn cần thực hiện công điện số 05 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán cũng như tiếp tục đảm bảo công tác phân luồng thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19, chuẩn bị sẵn sàng cho các trường hợp ca mắc COVID-19 tăng cao, đảm bảo đủ thuốc, thiết bị, hóa chất, sinh phẩm, phòng chống, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất trong trường hợp phát sinh các tình huống mới của dịch bệnh. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn kích hoạt hệ thống CDC, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã để kiểm soát các ổ dịch bất thường, đồng thời lấy mẫu tại cửa khẩu gửi về các viện để giải trình tự gen nhằm phát hiện sớm các biến chủng, biến thể phụ mới. Thưa quý vị, từ ngày 8 tháng 1 khi mà Trung Quốc bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành và các địa phương trên địa bàn thực hiện một số các quy định thông thoáng để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản qua biên giới. Và từ ngày hôm qua, ngày 10 tháng 1, Lạng Sơn cũng chính thức gỡ bỏ vùng đệm là khu trung chuyển hàng hóa và khu phi thuế quan, cho phép các phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu được đi thẳng vào khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh. Ngoài ra, Lạng Sơn cũng đã bỏ việc kiểm soát giấy xét nghiệm âm tính có giá trị 72 giờ đối với lái xe và người đi cùng phải lưu trú tại khu trung chuyển hàng hóa, khu phi thuế quan, yêu cầu khi vào khu vực cửa khẩu phải thực hiện theo phương án phòng chống dịch 2K, tức là khẩu trang và khử khuẩn tay. Điều này giúp cho việc lưu thông hàng hóa đã nhanh chóng và thuận lợi hơn rất nhiều. Ông Lâu chở nông sản từ Gia Lai ra cửa khẩu Tân Thanh, chuẩn bị xuất sang Trung Quốc. Chỉ trong ít phút, ông đã hoàn thành các thủ tục để đánh xe hàng qua cửa khẩu. Việc không phải thực hiện các thủ tục xét nghiệm cho bản thân đã giúp việc thông quan được nhanh chóng hơn. Hôm nay được thường là toàn thanh long với lại chuối, xoài, mít sang thôi. Còn cái những cái giấy tờ trục trặc cái gì thì bên bến bãi với lại hai bên là người ta hướng dẫn mình làm thôi. Cũng thuận tiện thôi mà, có cái gì đâu. Từ ngày 8 tháng 1, khi Trung Quốc nới lỏng các quy định phòng chống dịch COVID-19, nhiều lái xe và thương nhân xuất khẩu nông sản của Việt Nam đã không phải đợi chờ lâu ở cửa khẩu. Các quy định như khử khuẩn xe được gỡ bỏ, cả thời gian và chi phí thông quan đã giảm đi đáng kể. Nếu mà khai báo ở trên app thì sẽ về vấn đề mạng thì sẽ không được thông suốt, nên đã cho các đơn vị đã triển khai cho các lái xe khai báo y tế bằng tay. Đấy, như thế là sẽ tạo điều kiện cho các xe thông hành nhanh hơn, xuất khẩu nhanh hơn. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của lực lượng chức năng tại cửa khẩu Tân Thanh, với các xe hàng chưa thể quay về ngay trong ngày thì vẫn nên sử dụng phương án cắt container để đẩy nhanh tiến độ, tránh việc phải lưu lại bên nước bạn. Trong đó vẫn phải lưu ý các lái xe phải tự bảo vệ bản thân bằng các biện pháp đeo khẩu trang và sát khuẩn tay thường xuyên. Để đảm bảo hoạt động, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch và vừa đảm bảo hoạt động thông quan, thì theo các biện pháp của phía Trung Quốc đưa ra, chúng tôi tuyên truyền cho các cái lái xe chủ động trong việc thực hiện cái việc xét nghiệm, rồi thì khai báo theo yêu cầu của phía Trung Quốc, cũng như suốt quá trình lưu thông, giao nhận hàng hóa tại cửa khẩu hai bên thì phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch của hai bên, ví dụ như là đeo khẩu trang N95. Ngành chức năng Lạng Sơn đề nghị các cửa khẩu tiếp tục thực hiện giao nhận hàng hóa theo phương thức lái xe Trung Quốc điều khiển phương tiện sang cửa khẩu để giao hàng xuất khẩu và nhận hàng nhập khẩu. Lái xe và người đi cùng phương tiện xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn chủ động chuẩn bị các giấy tờ theo quy định để thuận tiện xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, phải tuân thủ việc đeo khẩu trang trong suốt quá trình giao nhận hàng hóa, chủ động trong việc khai báo thông tin trên nền tảng cửa khẩu số, không tiếp xúc trực tiếp giữa lái xe Việt Nam và lái xe Trung Quốc. Một vài ngày gần đây, trung bình mỗi ngày có hơn 1.000 xe hàng làm thủ tục qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn. Hơn một nửa trong số đó là nông sản, hoa quả tươi.
Việc Trung Quốc mở cửa khiến cho lượng hàng nông thủy sản xuất nhập khẩu tăng mạnh, đặc biệt là do gần Tết Nguyên đán nên nhu cầu nhập khẩu thủy sản nói chung và tôm hùm sống nói riêng của Trung Quốc tăng vọt. Xuất khẩu tôm hùm qua các cửa khẩu đang tăng từng ngày. Và doanh nghiệp liên tiếp nhận đơn hàng từ Trung Quốc nên là tăng thu mua ở trong nước, và ước tính là mỗi ngày có cả 100 tấn tôm hùm sống được các doanh nghiệp thu mua tại vựa tôm Phú Yên và một số tỉnh thành ven biển miền Trung. Để đáp ứng các đơn hàng từ Trung Quốc, hiện nhiều công ty xuất khẩu thủy sản đẩy mạnh thu mua tôm hùm cho người nuôi. Mỗi doanh nghiệp trung bình thu mua xuất đi từ 5 đến 6 tấn mỗi ngày. Tính riêng tại hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, nơi tập trung chủ lực nuôi tôm hùm, các doanh nghiệp thu mua mỗi ngày xuất đi khoảng 100 tấn. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc mở cửa khiến cho giá tôm hùm mua liên tục tăng và hiện đã ở mức là 800.000 đồng 1 kg, loại 3 con 1 kg. Đối với tôm hùm bông, hiện cũng lên 1,2 triệu đồng 1 kg, tăng khoảng 150.000 đồng 1 kg so với 2 ngày trước. Chuyển sang một số nội dung khác. Chiều qua ngày 10 tháng 1 tại Bà Rịa Vũng Tàu, Ban chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp năm 2023 và ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác trái phép ở vùng biển của nước ngoài. Theo Bộ Quốc phòng, năm 2022, số lượng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ là 66 tàu, giảm 41 tàu so với năm 2021. Bộ đội biên phòng đã thống kê lập hồ sơ danh sách gần 4.800 tàu cá có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép để đưa vào diện giám sát theo dõi. Quân chủng Hải quân và Cảnh sát biển đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, yêu cầu 844 lượt tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài quay về vùng biển Việt Nam. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đề nghị các lực lượng liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp, cụ thể hóa nội dung tuyên truyền sát với từng đối tượng, chủ tàu, ngư dân, tài công, thuyền trưởng để thay đổi nhận thức, hành vi của các đối tượng, tăng cường kiểm tra tại bến, tập trung vào các tàu cá ngoại tỉnh, thông báo nhắc nhở xử lý kịp thời các tàu cá có dấu hiệu vi phạm đánh bắt cá ở vùng biển nước ngoài. Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, do đới gió Nam đông ẩm đang lấn mạnh từ biển vào, cùng với đó là hội tụ gió từ độ cao trên 5.000 m đang di chuyển từ Thượng Lào sang khu vực miền Bắc, nên miền Bắc trong đêm qua và sáng nay vẫn có mưa ở nhiều nơi. Trong đó thì tại khu vực phía Đông có mưa rào và thậm chí có nơi có mưa rông. Dự báo từ ngày 12 tháng 1, toàn bộ khu vực trở lại trạng thái ít mưa, ngày có nắng, nền nhiệt tăng lên mức từ 22 cho đến là 25 độ C và dự báo sẽ còn tăng thêm trong 1 đến 2 ngày sau đó. Và từ ngày 15 tháng 1, khi một đợt không khí lạnh mạnh bắt đầu tràn xuống miền Bắc, trời sẽ chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ, trời rét đậm, rét hại trên diện rộng. Và dự báo đợt rét này sẽ kéo dài sang cả những ngày Tết Nguyên đán. Chuyển sang thời tiết tại các tỉnh miền Trung, các vùng từ Thanh Hóa cho đến Bình Thuận vẫn có mưa và mưa rào, tuy nhiên lượng mưa không lớn, chỉ từ 5 cho đến 10mm. Và tại khu vực Nam Trung Bộ, trời cũng chuyển nắng nhẹ, mức nhiệt cao nhất trong khoảng từ 23 cho đến là 25 độ C. Khu vực từ Bình Định cho đến Bình Thuận, trời tạnh ráo, có nắng về chiều và nhiệt độ trong khoảng từ 27 cho đến là 30 độ C. Và dự báo từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 1, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, trời sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời chuyển rét. Còn tại khu vực phía Nam, thời tiết phổ biến trời nhiều mây, có mưa rào ở vài nơi. Riêng miền Tây, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và cả gió giật mạnh. Nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 23 cho đến là 31 độ C. Thưa quý vị, hiện chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Những nông dân trồng hoa đang nhộn nhịp chuẩn bị một mùa hoa với đủ loại hoa, đa dạng màu sắc. Trong đó thì cúc là loài hoa được trồng phổ biến nhất vì chúng có màu sắc đẹp, phù hợp với khí hậu Việt Nam, dễ trồng và được người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên thì hoa cúc thường hay bị bệnh đốm đen gây hại, ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và phẩm chất của hoa. Bệnh hại chủ yếu trên lá và lúc đầu là một điểm nhỏ như mũi kim màu nâu xám, sau đó thì mô bệnh lan rộng có dạng hình tròn hoặc là hình bầu dục ở giữa màu trắng xám. Đường kính vết bệnh sẽ từ 0,5 cho đến 1cm. Bệnh nặng, các vết bệnh có thể liên kết nhau tạo thành đốm lớn và trên mô bệnh giai đoạn. Về sau thì thường hình thành các chấm nhỏ màu đen, đó là quả cành của nấm gây bệnh. Gặp điều kiện ẩm ướt, mưa nhiều, mô bệnh sẽ dễ bị thối nhũn, chuyển sang màu xám đen. Trong điều kiện khô hanh, mô bệnh sẽ dễ bị rách nứt. Bệnh đốm đen lá hoa cúc thì thường phát sinh phá hại mạnh trong điều kiện ẩm ướt, mưa gió nhiều,
bệnh cũng thường phá hại trên các ruộng trồng hoa cúc trũng thấp, nước thường ứ đọng và mật độ trồng dày, khoảng 600.000 cây trên một hecta. Bệnh hại nặng trên các ruộng hoa cúc trồng độc canh. Và sự phát triển của bệnh còn liên quan mật thiết với sự phá hại của các loài côn trùng miệng nhai và tạo vết thương, xây sát trong quá trình cắt tỉa, chăm sóc và vun sới. Bệnh cũng gây thiệt hại nặng trên những ruộng hoa cúc bón NPK không cân đối và thiếu kali. Để phòng trừ bệnh đốm đen, lá hoa cúc cần phải kết hợp áp dụng đủ các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp như sau. Trước tiên thì cần chọn và sử dụng các giống chống chịu bệnh. Chọn đất cao, ráo, có hệ thống tiêu thoát nước tốt và lên xuống cao. Thực hiện biện pháp luân canh với cây trồng khác họ, không trồng độc canh hoa cúc nhiều năm. Mật độ trồng cũng cần phải vừa phải, không trồng quá dày. Ngoài ra thì bón phân NPK đầy đủ, cân đối và hợp lý, nên bón lót phân chuồng hoai mục trước khi trồng và bón đầy đủ kali. Trong trường hợp bệnh xuất hiện có thể sử dụng một số loại thuốc hóa học được khuyến cáo để phòng trừ. Và như thường lệ, trong phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi.